Hiện nay cả nước có 3 khu công nghệ cao quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập gồm khu công nghệ cao Hòa Lạc, khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và khu công nghệ cao Đà Nẵng. Mục đích xây dựng các khu công nghệ cao quốc gia là nhằm giúp Việt Nam nhanh chóng phát triển, rút ngắn khoảng cách về kinh tế và khoa học công nghệ với các nước trong khu vực và trên thế giới. Nhưng thực tế cho thấy, các khu công nghệ cao ở Việt Nam nhìn chung vẫn chưa phát huy được hiệu quả như mong đợi. Là một trong 3 khu công nghệ cao đa chức năng cấp quốc gia và cũng chính là khu công nghệ cao ra đời sau cùng, khu công nghệ cao Đà Nẵng có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư và khắc phục những hạn chế đang còn tồn tại đối với mô hình khu công nghệ cao đã và đang hình thành. Với quyết tâm đưa Đà Nẵng trở thành thành phố động lực của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Đà Nẵng đã xác định cho mình hướng phát triển trong giai đoạn tới, đó là không chỉ bằng du lịch, dịch vụ mà còn phải bằng cả công nghiệp và công nghệ cao. Kính chào quý vị và các bạn. Ra đời đầu tiên từ năm 1998, mô hình khu công nghệ cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thu hút FDI trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là thu hút các tập đoàn đa quốc gia. Khu công nghệ cao còn là nơi mà thu hút tập hợp lực lượng trí thức khoa học và công nghệ trong cả nước, trí thức Việt kiều cũng như là các nhà khoa học và công nghệ nước ngoài trong nghiên cứu, sáng tạo, chuyển giao công nghệ trực tiếp cho sản xuất và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. Với những vai trò quan trọng đó thì việc tập trung đầu tư phát triển các khu công nghệ cao cho giai đoạn hội nhập hiện nay là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, chặng đường phát triển gần 20 năm vừa qua cũng đã có nhiều biến động, khiến mục tiêu đề ra cho các khu công nghệ cao chưa hoàn toàn đạt được. Nguyên nhân chủ yếu vẫn nằm ở những khó khăn vướng mắc về cơ chế đang cần được tháo gỡ cho các khu công nghệ cao trên cả nước. Khu công nghệ cao Hòa Lạc là khu công nghệ cao được xây dựng đầu tiên của cả nước. Sau 18 năm, khu công nghệ cao Hòa Lạc đã trải qua 2 lần điều chỉnh quy hoạch chung nhằm khắc phục những bất cập của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cơ cấu sử dụng đất một số khu chức năng. Do khu công nghệ cao Hòa Lạc đang trong giai đoạn tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng nên việc thu hút đầu tư chưa thể đạt được kết quả như mong đợi. Tuy nhiên, tiềm năng và cơ hội phát triển của khu công nghệ cao Hòa Lạc cũng đã được khẳng định qua việc một số nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp lớn trong nước như Nissan, Viettel, FPT, VNPT lựa chọn đây là địa bàn đầu tư trọng điểm của mình. Số người lao động trên khu công nghệ cao thì chúng tôi trên 10.000 người và từ giờ đến cuối năm hoặc là đầu năm sau thì tăng thêm khoảng trên 3.000 người nữa. Thực sự là với một cái số lượng người làm việc như vậy thì cái quy mô hoạt động của khu đã được tăng lên đáng kể và trong vài năm gần đây thì cái tốc độ phát triển của khu đạt được rất nhiều những cái thuận lợi và có những bước phát triển rất là nhanh. Một trong những hạn chế gây khó khăn cho các khu công nghệ cao hiện nay đó là các khu công nghệ cao không có một mô hình tổ chức thống nhất. Cụ thể, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc là cơ quan quản lý nhà nước cấp tổng cục, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao Thành phố Hồ Chí Minh không được quy định là cơ quan cấp tổng cục, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao Đà Nẵng là cơ quan quản lý nhà nước cấp tổng cục, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, việc quy định Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu Công nghệ Cao từ trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao chuyển sang thuộc Ủy ban Nhân dân đã dẫn tới việc Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao không còn có đơn vị nào trực thuộc có chức năng quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng và rất bị động trong việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác. Hầu như là các điều luật chưa có cái điều chỉnh trực tiếp cho khu công nghệ cao. Đó là giai đoạn trước đây. Bây giờ thì gỡ được rồi. Bây giờ thì nghị định vừa rồi là nghị định của luật đầu tư, các nghị định của luật đất đai, luật xây dựng thì đã có cái điều khoản để điều chỉnh trực tiếp cho các khu công nghệ cao. Thế nên bây giờ thì gỡ được. Nhưng mà trước đây, bao nhiêu năm trước đây là mình không có cái đó. Tức là nói lên cái điều gì là hệ thống luật pháp không đi kịp với thực tế phát triển nói chung và không có cái điều chỉnh cho khu công nghệ cao nói riêng. Mặc dù luật công nghệ cao đã có hiệu lực từ năm 2009, nhưng cho đến nay, nhiều chính sách ưu đãi quy định trong luật còn chưa được cụ thể hóa. Các cơ chế chính sách hỗ trợ và đầu tư cho ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, các cơ chế chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút các chuyên gia, cán bộ có trình độ chuyên môn cao đến làm việc tại khu công nghiệp đều chưa được cụ thể hóa và triển khai áp dụng trong thực tế. Theo quy định hiện nay, các chính sách ưu đãi đối với các khu công nghệ cao phải do Quốc hội và Chính phủ quy định. Do vậy, để đảm bảo việc áp dụng chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ cao, cần phải đưa ra các nội dung quy định về ưu đãi đối với khu công nghệ cao và trong các luật chuyên ngành và các nghị định hướng dẫn luật có liên quan. Không chỉ riêng khu công nghệ cao đâu, nếu mà làm các dự án khác mà cứ giải phóng mặt bằng càng lâu thì nguồn vốn nó càng tăng,
nguồn vốn phải giải phóng cho giải phóng mặt bằng nó càng tăng. Như đơn giản, ví dụ như khu công nghệ cao Hòa Lạc bắt đầu làm từ năm giải phóng mặt bằng từ năm 2001, thì lúc đó chúng tôi giải phóng mặt bằng 200 hectare chỉ mất có 60 tỷ thôi. Nhưng mà đặc biệt là cái giai đoạn sau 2008, khi mà Hà Tây sát nhập vào Hà Nội, thì giải phóng mặt bằng khu công nghệ cao Hòa Lạc là áp theo đơn giá của Hà Nội. Và hiện nay chúng tôi phải làm là gì? Tới 2.000 tỷ cho 200 hectare. Công tác giải phóng mặt bằng đối với các khu công nghệ cao đều gặp khó khăn do diện tích đất cần giải phóng mặt bằng là lớn, kéo dài qua nhiều năm nên chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã có nhiều biến động, không đảm bảo một mặt bằng chính sách chung cho toàn dự án. Đầu tư từ ngân sách nhà nước vào cơ sở hạ tầng cho các khu công nghệ cao là rất lớn. Để đảm bảo thu hút đầu tư đúng mục đích, sử dụng đất có hiệu quả, cần phải có chính sách quản lý nhà nước đối với xác định tiêu chí dự án đầu tư và khu công nghệ cao. Hiện tại hầu hết các khu công nghệ cao đều chưa huy động được nguồn vốn xã hội hóa trong đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội do thiếu chính sách thu hút, hỗ trợ thỏa đáng cho nhà đầu tư khi hiệu quả kinh tế của các hạng mục công trình này không cao. Ngoài vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong thời gian tới cần có vốn để đầu tư chiều sâu cho việc nghiên cứu và phát triển, khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo để phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ tại các khu công nghệ cao. Khu công nghệ cao Đà Nẵng là khu công nghệ cao đầu tiên ở miền Trung và là khu công nghệ cao đa chức năng cấp quốc gia thứ 3 của cả nước, được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào ngày 28 tháng 10 năm 2010. Với mục tiêu thu hút các nguồn lực công nghệ cao trong và ngoài nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghệ cao, gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất kinh doanh và dịch vụ, thúc đẩy đổi mới công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và phát triển thị trường khoa học và công nghệ, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả kinh tế, sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa dịch vụ của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung Tây Nguyên, Việt Nam. Ra đời sau và có nhiều điều kiện thuận lợi hơn so với hai khu đã có, khu công nghệ cao Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ làm nên những bước phát triển mới cho lĩnh vực khoa học công nghệ của cả vùng. Năm 2015, Đà Nẵng được ASEAN bình chọn là thành phố bền vững về môi trường và được đánh giá cao về môi trường kinh doanh. Nhiều năm liền dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin ICT, chỉ số cải cách hành chính TIA. Là trung tâm lớn của cả nước về du lịch, công nghiệp, thương mại, tài chính ngân hàng, khoa học, giáo dục và công nghệ. Là đầu mối giao thông, viễn thông quan trọng trong vùng, quốc gia và quốc tế. Là thành phố đóng vai trò hạt nhân tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam. Và là cửa ngõ của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây qua 4 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar. Những lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, sự minh bạch của chính quyền thành phố đã tạo cho Đà Nẵng những ưu thế trong phát triển kinh tế và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư. Đà Nẵng được Bộ Chính trị và Chính phủ xác định là một cái trung tâm kinh tế của toàn vùng, của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Do đó là ngay từ khi mà có cái nghị quyết 33 của Bộ Chính trị đã xác định rõ cái chiến lược phát triển của thành phố Đà Nẵng là tập trung vào những cái lĩnh vực chính, đó là phát triển cái dịch vụ du lịch, và lĩnh vực thứ hai là tập trung đầu tư để phát triển cái công nghệ cao, công nghệ thông tin, tập trung xây dựng cái chiến lược phát triển cái nguồn nhân lực để phục vụ cho cái sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Năm 2010, khu công nghệ cao Đà Nẵng được thành lập với mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ cao ở khu vực miền Trung và là một trong ba trung tâm công nghệ cao của quốc gia. Nằm ở phía tây bắc của trung tâm thành phố, trên tuyến đường cao tốc Bắc Nam, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 17 km, cách cảng Tiên Sa 25 km và cách trung tâm thành phố 22 km. Giao thông từ khu công nghệ cao Đà Nẵng đến các khu công nghiệp của thành phố và các khu kinh tế, khu công nghiệp của các địa phương lân cận đều rất thuận lợi cho việc mở rộng liên kết phát triển các hoạt động đầu tư. Đặc biệt, khu công nghệ cao Đà Nẵng được quy hoạch như một khu đô thị sinh thái, tạo môi trường thân thiện, thoải mái cho bất cứ ai sinh sống và làm việc tại đây. Quy hoạch tổng thể của khu công nghệ cao Đà Nẵng nằm trên vùng đồi núi, thì tổng diện tích là 1.129 ha. Thì trong đó là ngoài cái 675 ha dành cho các khu chức năng bố trí, thì còn lại là 454 ha đó là trồng cho cây xanh, để nguyên vùng đồi núi, cũng như là ngay trong lòng có cái hồ hòa trung rộng thứ 400 ha. Thì đây là một cái điểm nhấn rất là quan trọng đối với lại cái khu người cao Đà Nẵng. Nếu mà biết khai thác tốt thì đây là một cái khu dịch vụ để cho nhà đầu tư có thể là hoạt động và sinh sống tại khu vực này.
được bắt đầu triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng vào cuối năm 2012. Đến cuối năm 2016, khu công nghệ cao Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của giai đoạn 1, hơn 300 hectare với đầy đủ hệ thống bao gồm hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, sẵn sàng phục vụ các nhà đầu tư. Các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao Đà Nẵng được hưởng những chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất của chính phủ và thành phố, bao gồm miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đối với các dự án thuộc diện đặc biệt thu hút đầu tư, áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 15 năm kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới tại khu công nghệ cao. Bên cạnh đó có 24 viện nghiên cứu, trường đại học và cao đẳng, 19 trường trung học chuyên nghiệp và 59 trung tâm dạy nghề. Đà Nẵng sẽ cung cấp cho nhà đầu tư vào khu công nghệ cao một lực lượng lao động dồi dào, được đào tạo chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn kỹ thuật và tay nghề đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp công nghệ cao. Khu công nghệ cao là cái trọng điểm, là cái cơ sở hạ tầng hết sức quan trọng để thực hiện cái chiến lược là thu hút đầu tư để phát triển cái lĩnh vực công nghệ cao. Thì tại đây chúng tôi sẽ tập trung cái nguồn lực ưu tiên nhất, kể cả nguồn lực của trung ương và của thành phố, và sẽ nhanh chóng hoàn thành những cái hạng mục chủ chốt. Có thể nói rằng có cái triển vọng rất lớn trong cái việc thu hút các cái nguồn đầu tư FDI trên lĩnh vực công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng ở các cái khu vực mà chúng tôi cho rằng rất có cái tiềm năng, ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước châu Mỹ và châu Âu. Thành phố Đà Nẵng nói chung và khu công nghệ cao Đà Nẵng nói riêng có rất nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư. Trong những năm gần đây, việc Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại tự do với các nước trong khu vực và trên thế giới đã và đang mở ra cho thành phố Đà Nẵng những cơ hội to lớn để không ngừng đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế. Mặc dù có rất nhiều lợi thế nhưng không có nghĩa Đà Nẵng không phải đối mặt với những khó khăn thách thức trong quá trình kêu gọi đầu tư vào khu công nghệ cao. Đó sẽ là những khó khăn gì và làm sao để Đà Nẵng có thể đạt được mục tiêu đúng như mong đợi, đó là trở thành thành phố động lực của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung bằng hướng đi phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao. Chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi giữa phóng viên của chương trình với đại diện Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng ngay sau đây để có được câu trả lời. Xin chào ông, rất cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi với chương trình của Đài truyền Việt Nam. Thưa ông, là vì sao thành phố Đà Nẵng của chúng ta lại là một trong những địa phương đang dẫn đầu cả nước về mảng du lịch dịch vụ mà chúng ta lại quyết định đầu tư thêm ở mảng công nghệ cao? Cái sự quyết định đầu tư vào khu công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng và cái sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là nó đúng và nó phù hợp với định hướng. Cái việc này chúng tôi không phải là chuyển hướng sang khu công nghệ cao. Bởi vì trong cái nghị quyết 33 nó có định hướng cho phát triển Đà Nẵng để trở thành thành phố động lực, thì trong đó hiện đến nay cơ bản chúng tôi đã định vị được là một thành phố động lực trong phát triển dịch vụ cho cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên của Việt Nam. Bởi vì chúng tôi phát triển song song cùng một lúc, những cái dịch vụ chúng tôi đã phát triển được rồi, đã định vị được rồi, chúng tôi nâng cấp cao hơn. Ví dụ như chuỗi khách sạn 5 sao, ví dụ chuỗi hệ thống ngân hàng, ví dụ chuỗi hệ thống tài chính, ví dụ chuỗi thương mại, vân vân. Thì cùng lúc này là chúng tôi phát triển đi song song với cái phát triển dịch vụ, đó là khu công nghệ cao. Hiện nay trên cả nước đã có hai khu công nghệ cao ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Hà Nội. Vậy thì khi mà Đà Nẵng đầu tư xây dựng khu công nghệ cao này, đâu sẽ là lợi thế so sánh của chúng ta so với các khu công nghệ cao đã có? Chúng tôi đi sau thì chúng tôi cũng nhận thức được rằng khai thác những cái lợi thế cho những người đi sau. Cái thứ hai là học tập được những kinh nghiệm của các bác đàn anh đi trước, của các không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội mà các khu công nghệ cao khác, để chúng tôi xây dựng tham mưu đề xuất chính phủ có một cái định hướng mới cho một cái khu công nghệ cao mới, là đó là Đà Nẵng. Vấn đề nữa là một vấn đề chúng tôi nhận thức được, đó là rất quan trọng, đó là Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, rồi lãnh đạo thành phố cũng rất là quan tâm, cân đối vốn, chỉ đạo trực tiếp, đồng ý cho Đà Nẵng những cơ chế đặc thù và cơ chế không chỉ riêng cho Đà Nẵng mà đồng ý cho cơ chế đặc thù của công nghệ cao. Và tôi tin tưởng rằng với những cái lợi thế đó thì chắc chắn rằng chúng tôi sẽ
có cái điều kiện thu hút những nhà đầu tư nhiều hơn. Trong giai đoạn vừa rồi chúng ta có gặp phải những vấn đề khó khăn gì trong việc xây dựng khu công nghệ cao tại Đà Nẵng hay không ạ? Cái khu công nghệ cao này là cái khu ra đời sau mục mới hơn. Do đó là các tổ chức trong và ngoài nước cũng như các nhà đầu tư biết đến chậm hơn so với hai nơi khác. Do đó khi họ đến thì họ chỉ đến Thành phố Hồ Chí Minh, họ đến Hà Nội. Nên cái điều đó là buộc chúng tôi phải đẩy mạnh cái xúc tiến, buộc chúng tôi phải đẩy mạnh cái quảng bá, và cũng qua nhờ các tổ chức tổng lãnh sự đại sứ này khác là hỗ trợ cho chúng tôi trong vấn đề xúc tiến này, các bộ ngành trung ương. Để có thể xây dựng và phát triển khu công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng đi đúng theo định hướng và mong đợi, ông có đề xuất hay là kiến nghị gì với chính phủ để có những chính sách hỗ trợ hợp lý trong giai đoạn hiện nay hay không? Cái thứ nhất thì chúng tôi đã trao đổi ban đầu là cái thuế về thuế suất về cái thu nhập doanh nghiệp á, thì hiện nay luật đầu tư á là nó quy định là ưu đãi tới 10% trong 30 năm. Thế thì hiện nay chưa quy định cụ thể, đối với khu công nghệ cao chỉ được 15 năm thôi. Thì để tạo điều kiện cho những cái đơn vị mới ra thì nên chính phủ cũng nên quan tâm cái tột khung đó, cho chúng tôi là có điều kiện chủ động hơn trong cái việc khai thác. Cái đề nghị lớn thứ hai á, là có liên quan đến là trong cái cơ chế đặc thù chúng tôi đã xây dựng á, là cái thuế về thu nhập cá nhân á, thì hiện nay á, là trong các khu kinh tế á, khác thì được giảm là tới 50%, nhưng mà hiện nay khu công nghệ cao, các khu công nghệ cao chúng tôi thì chưa được. Do đó nên chăng để có một cái cơ chế đặc thù, có một cái điều kiện thu hút những cái đơn vị mới ra, thì chính phủ cũng quan tâm nâng cái mức bình quân hiện nay các khu kinh tế là 50% thì cho chúng tôi lên 70%. Ngoài ra thì những cái chính sách là cho chúng tôi được huy động các nguồn lực, thay vì trong những điều kiện nợ công nhiều, điều kiện nguồn năng lực thì cho chúng tôi có thể huy động các nguồn lực khác cho đầu tư phát triển hạ tầng. Ví dụ như là cho chúng tôi được chủ động huy động các nguồn lực ODA để hoặc là các nguồn vốn khác trong đầu tư hạ tầng. Vâng, một lần nữa rất cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi cùng với chương trình. Chúng ta đã thấy các khu công nghệ cao như là Thành phố Hồ Chí Minh hay Hòa Lạc đều đang gặp phải những vấn đề khó khăn về cơ sở hạ tầng hay là cơ chế chính sách. Với một khu công nghệ cao còn rất mới như Đà Nẵng thì những khó khăn đó cũng là điều không thể tránh khỏi. Đà Nẵng vốn vẫn nổi tiếng là một chính quyền cởi mở và năng động. Chính vì vậy, thành phố Đà Nẵng cũng rất nhanh chóng và cởi mở trong việc đồng hành tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp khi tham gia đầu tư vào khu công nghệ cao Đà Nẵng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Niwa Fabdrive Việt Nam là một trong những nhà đầu tư đầu tiên của khu công nghệ cao Đà Nẵng. Năm 2015, công ty đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất các linh kiện trong các bộ phận thủy lực, các bộ phận cơ khí có độ chính xác cao sử dụng cho máy móc công nghiệp, máy xúc, máy ủi và máy nông nghiệp, máy giặt, máy cày tại khu công nghệ cao Đà Nẵng. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 3,11 ha với tổng vốn đầu tư 30 triệu đô la Mỹ, được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, xây dựng nhà máy số 1 từ tháng 3 đến tháng 12 năm ngoái. Đầu năm 2016 vận hành thử và chính thức đi vào hoạt động vào tháng 4 năm nay. Hệ thống sản xuất được tự động hóa hoàn toàn, sản xuất 480.000 sản phẩm mỗi năm. Giai đoạn 2 sẽ khởi công và đưa vào hoạt động nhà máy số 2 vào năm 2020 với nhân lực là 60 người, với sản phẩm được sản xuất ra hàng năm là 4.800.000 sản phẩm. Trước khi đầu tư vào khu công nghệ cao Đà Nẵng, chúng tôi đã rất lo lắng về tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, khi bắt đầu hoạt động, chính quyền Đà Nẵng luôn đồng hành cùng chúng tôi khắc phục những tồn tại về điện nước, viễn thông, thủ tục hành chính. Ban quản lý khu công nghệ cao đã có những buổi đối thoại giải quyết nhanh chóng những khó khăn mà chúng tôi gặp phải. Ngày 27 tháng 9 năm 2016, công ty cổ phần dược Danafa chính thức nhận bàn giao lô đất 7,7 ha tại khu công nghệ cao Đà Nẵng, bước khởi đầu cho việc xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm với công nghệ nano, công nghệ sinh học và trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng. Nhà máy sẽ được triển khai xây dựng từ tháng 1 năm 2017, hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 12 năm 2021. Dự án sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 có vốn đầu tư 500 tỷ đồng trên diện tích 3 ha, công suất 1 tỷ viên thuốc một năm. Giai đoạn 2 có vốn thực hiện 600 tỷ đồng trên diện tích 2,5 ha, công suất thiết kế 50 triệu đơn vị thuốc nước một năm. Giai đoạn 3 sẽ triển khai thêm 2,2 ha, vốn đầu tư 400 tỷ đồng, chủng loại sản phẩm 50 triệu đơn vị thuốc nước một năm.
Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tiên phong cho ra đời những sản phẩm đặc trị có hiệu quả cao, giúp giảm chi phí điều trị cho người dân và góp phần đưa ngành dược Việt Nam thoát khỏi tình trạng phụ thuộc vào thuốc ngoại nhập. Khi Đài Nam Phan quyết định đầu tư vào khu công nghệ cao thì dựa trên một số cái cơ sở sau. Thứ nhất đó là cái môi trường đầu tư của thành phố Đà Nẵng rất là hấp dẫn, và đặc biệt thông qua cái chính sách hỗ trợ và ưu đãi nổi trội của cái khu công nghệ cao Đà Nẵng. Ví dụ như cái thủ tục hành chính trong cái giai đoạn đầu làm rất là nhanh gọn, cũng như là hỗ trợ rất là tích cực và kịp thời các cái thủ tục pháp lý, rồi về mặt bằng, về thuế vân vân. Bài học kinh nghiệm từ khu công nghệ cao đầu tiên của cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ ra rất rõ, các ưu đãi thuế, miễn giảm tiền thuê đất hay giá cho thuê đất đai rẻ thì chỗ nào cũng sẽ như nhau. Điểm mấu chốt chính là cơ sở hạ tầng trong khu công nghệ cao phải thật sự hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại và không thể thiếu tính thân thiện với môi trường. Với các nhà đầu tư công nghiệp, công nghệ cao thì đây là thái độ thiện chí trong đón tiếp, chào mời và tinh thần sẵn sàng hợp tác của chính ban quản lý hay chính quyền, ngành chức năng tại địa phương. Và thực tế, một số khu công nghệ chứ chưa phải là khu công nghệ cao còn hoang vắng hoặc còn nhiều đất trống cũng chỉ vì lý do là chưa đảm bảo cơ sở hạ tầng. Điện yếu, nước thiếu, chưa có hệ thống xử lý chất thải, nước thải đồng bộ, không có hạ tầng viễn thông, Internet cũng phải được chú ý để có sự đầu tư đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư. Mục tiêu dài hạn của khu công nghệ cao Đà Nẵng là hình thành nên một trong những trung tâm quốc gia về công nghệ cao, liên kết nghiên cứu các trường đại học, doanh nghiệp, nhà khoa học và công nghệ trong và ngoài nước, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao và chuyển giao công nghệ. Để làm được điều đó, việc đồng hành của chính quyền địa phương, của ban quản lý khu công nghệ cao cùng với doanh nghiệp luôn luôn phải được duy trì, thắt chặt và thực hiện trên tinh thần tất cả vì hiệu quả cho nhà đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, gần 20 năm chúng ta đã lỡ mất hai nhịp của sự phát triển kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Nhịp đầu tiên đó là sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1997-1998, kinh tế phát triển trở lại khoảng những năm 2001-2002. Nhịp thứ hai là giai đoạn 2006-2007 và bây giờ là chúng ta đang cố gắng bắt nhịp với sau giai đoạn khủng hoảng bằng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đây là thời điểm vàng để Việt Nam đầu tư cho các khu công nghệ cao, nhưng phải là sự đầu tư tập trung, có định hướng chứ không thể dàn trải và thiếu nhất quán. Với sự hình thành của khu công nghệ cao thứ ba là khu công nghệ cao Đà Nẵng, hy vọng đây sẽ là bước tạo đà quyết định, đóng vai trò quan trọng giúp khoa học công nghệ của cả ba miền đất nước phát triển theo đúng định hướng của Đảng và Chính phủ đã đặt ra cho giai đoạn phát triển mới. Tới đây, chương trình Doanh nhân và Hội nhập tuần này của chúng tôi cũng xin được dừng lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.